Vậy bây giờ mình về tới nhà hai cha con để bày một đống đồ ăn luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, cái này là trứng gà mấy chục sen một dĩ. Ê, để mày coi coi. Đó, ông mua cho mày 5 dĩ. Quánh trứng cũng bự lắm này nè. Quánh quánh chú, ok, quánh chú, đẩy lại, để bể. 1, 2, 3 dĩ, 6 dĩ tất cả. Ừ, sao vậy tất cả không biết nữa, chắc LA, không phải LA hay là cái gì đó, cái tiệm gì bữa ông đi mua ờ chắc ly đồ á. Ice cream gọi gì nữa con, nãy gì, Subot, ok, Subot. Con này là fish gì, fish steak gì đây, fish gì á. Cái cá nó làm dài trong bột đó mà. Còn cái này là cá hồi này mua cho Henry á, thường Henry sẽ ăn cá đó kho. Rồi con này pizza nè, pizza ba mua cho Henry nè. Cái gì nữa? Đúng rồi. Xịt, giỏi quá, xịt. Rồi, đây nữa nè. Pizza này là mua là cái loại này chưa nướng nha quý vị. Xong mình mua về mình nướng. Pizza. Rồi, con bịch này bịch gì đây? Ồ, giá heo chiên. Bên đây là giá heo chiên nè quý vị. Đây, có nguyên ngôi hình con heo nè. Giá heo chiên. Rồi. Coi. Còn cái này là... Cái này hình như là... Hành chiên ha. Hành hay gì á, hay là mực, đây mực á anh, mực hay hành vậy? Hành bột đó, giống như khoai tây chiên. Anh để ngoài nó mềm mình nè. Anh bỏ tủ lạnh hả? Mềm, nãy giờ nó ngoài này mà. Ủa anh quên á. Rồi cái này quýt rồi gì đây? Wow, một thùng luôn. Ủa anh cho anh gì chơi sao mình chắc vô cái thùng của nó vậy? Cái này mình hay trộn salad á, cho nên anh mua thêm nè, ăn hết rồi. Còn cái này BBQ sauce, tương BBQ, nước để ướp á, steak, nước tương để nước để ướp steak. Còn này hot sauce, rồi còn này gì đây, gì steak luôn. Rồi, còn cái này đó. Ô, cái này cũng vậy luôn. Ba con mua đồ ướp không vậy? Cô tạc hả? Ta ở gì? Tabasco hả? Tabasco là cái gì á? Chắc tương ớt xanh quá. Con này tương ớt, con gà, hiểu con gà. Này muối. Muối một hũ, hai hũ. Còn cái này là cà chua, nước cà chua, nước sốt cà chua. Còn một cái cuối cùng. Cái này da heo chiên, nó có hai loại, một loại cay và loại không cay. Đó, quá trời nè. Mua, mình dặn đi mua có mấy cái trứng, mua gì đó, mua một đống gì đó. Các bạn bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp là chả cá nè với thịt bằm. Mình đem vô đây một muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng muối, cùng với một muỗng rưỡi hạt nêm với một ít tiêu. Đó, giờ mình sẽ trộn lên với một miếng hành tây nè, trộn lên. Chào các bạn, bây giờ hồi nãy giờ thì mình làm thịt nướng rồi xong rồi đồ chua rồi là làm tùm lum hết trơn. Bây giờ xong hết là mình cho vô hũ hết rồi, bây giờ quét cái nhà sau hay gì nó chơi, nó cắt nó chơi quá trời nè quý vị. Bây giờ quét cho nó gọn xong rồi lau nhà sau cho em nó chơi. Mời ba đón về là nó ra ngoài sau mẹ chơi, dạo này nó thích ra ngoài chơi lắm. Cho nên giờ quét chỗ này. Ở nhà sau này á hả, là cái chỗ để đồ.
Mấy cái đồ mà dạng mà trong phòng không có chỗ để đó, chật chội quá đó, thì sẽ để ra ngoài này đó. Rồi nó mấy cái ghế đó, nó chơi chơi là mà đường xe chạy gì đó, nãy nghe hai cho con nói vậy đó, nó là đường xe chạy. Bây giờ hiện tại là 11 giờ rưỡi rồi quý vị, 1 giờ rưỡi đêm rồi. Em chưa tắm nữa. Giờ quét nhà xong, vô tắm, rửa rồi mới đi ngủ. Em về bữa nay em về cũng sớm hơn mọi khi đó nha. Nay là để coi 8 giờ là em về tới nhà rồi. 8 giờ là về tới nhà rồi. Các bạn thấy 8 giờ em về tới nhà mà nãy giờ xào quần cơm nước xong rồi cái soạn đồ ăn cho hai cha con giống như mọi bữa cho mọi người thấy vậy đó, soạn họp cho Henry rồi họp cho em cho em rồi cho ba nó nữa đó, mỗi người một họp rồi xong rồi nấu cơm, ví dụ như đồ ăn gì thiếu đó, ví dụ như soạn đồ ăn cá còn thì soạn đồ cá, thiếu canh thì nấu canh thêm. Rồi còn nếu như mà có đồ ăn thì sẵn thì chỉ cần dở ra thôi. Bây giờ quét nhà. Cái nhà giờ lau sơ nhà sau cái đã. Với cái bếp đó nè. Đây bây giờ quét tới cái bếp. Dọn tới cái bếp cái gì đây, cái bếp này nãy giờ nấu nướng mà tùm lum hết, cái khóm này bỏ ra ngoài để nó úng, bỏ vô bịch nó hay úng đó. Dầu mỡ nó văng tùm lum hết trơn, cả người ngợm mình dầu không luôn quý vị. Giờ là trời ơi 11 rưỡi vậy, bây giờ là 11 giờ 43 rồi, gần 12 giờ rồi, sớm không nữa mà hầu như ngày nào cũng vậy á, ngày nào cũng tới 12 giờ mới xong công chuyện không à. Có bữa nào dạng mà lười á, bữa nào mà lười mà không ăn uống đơn giản á thì vô cho phòng sớm 10 giờ 11 giờ tắm xong rồi, còn bữa nào mà nấu ăn như vậy á là 11 giờ không à, 11, 12 giờ, có nhầm ngày 1 giờ mình mới vô tới phòng luôn đó bạn. Tại nhiều khi á có thời gian mà mình lười mình làm biến video, làm video á là tại vì do làm công chuyện vậy nè, cứ tranh thủ lo làm cho rồi để nghỉ á, rồi cái không có quay video, lười mệt mệt mỏi tại vì mỗi lần quay video phải cầm máy để góc này góc kia rồi canh quay đồ mệt lắm, cho nên nó nhiều khi cái không có muốn quay bỏ luôn, không có quay rồi cái mấy cô mấy chú rồi mấy anh mấy chị rồi nhiều khi thấy mình không có quay video có hỏi ủa sao giờ này mình mất tích, ủa nãy mình gặp cái khăn mình bỏ khăn đâu rồi nhờ, nãy mình gặp khăn mình lau mình giục đâu rồi, ở đây nè à, cái này hồi nãy là cái bếp này là nãy mình xịt, mình xịt mình chùi hết rồi đó, bây giờ mình xịt ra thêm lần nữa nè. Đó. Xịt chùi rửa, tại vì á ở nhà của mình nó dạo này á dán nhiều quá các bạn ơi, dán nhiều quá cho nên hả phải xịt lau nó giữ trời lắm, vậy mà nó cũng còn dán á, dán nó chui ở trong mấy cái
cái tường này nè, nó trốn ở trong cái tường á, cái bếp này. Ngày nào làm cũng lao vậy nè quý vị. Để mà nó cũng còn dán dán ở đâu mà nó chui quá trời, nó đẻ dán con dán mẹ gì tùm lum hết trơn quá. Nó chạy hả, con cháu chút chích gì nó chạy ra nó kiếm đồ ăn mệt. Rồi giờ tới mình sẽ lau cái nền nhà đó. Tay xinh đẹp ngày nào bây giờ không còn xinh đẹp nữa. Rồi lau nhà thôi. Ở bên đây lau nhà bằng cái cây lau này nè. Cái cây lau này là dành cho lau gỗ, lau sàn gỗ cái gì. Mấy người mà mấy cô chú mà ở Việt Nam á thì chắc ít xài loại này. Tại thường ở bên Việt Nam xài gạch á, nó hút nước dữ lắm, mà lau bằng cái này nó không xi dê gì đâu. Cái này là dành cho lau sàn gỗ, tại vì khi mình lau sàn gỗ á, cái sàn gỗ của mình nó bóng hơn mà không có bị chày, nó sạch hơn. Lau cái kia nó dơ, nó sạch gần á, nó bị sạch gần. Cái miếng giấy này thì nó không có bị sạch gần. Đó, ai nói YouTuber là rảnh đâu đó. Rảnh đâu, tới nửa đêm nửa hôm này vẫn còn làm công chuyện nhà nè, rồi lớp làm công chuyện nhà nó quay video cho mọi người xem nữa đó, chứ có rảnh đâu. Cho nên hả, mấy anh mấy chị nhiều khi thấy mình ngồi ở trên mạng mà nói chuyện á, cái nghĩ là mình rảnh lắm, mình lên mạng mà nói chuyện, không có rảnh, dành thời gian rồi lên chia sẻ với cô chú anh chị thôi, chứ công chuyện đăng đăng đê đê làm không sể vậy hả. Có nhiều lúc là bỏ luôn, mấy nay mình nói mình may mai mấy cái áo để mặc mà con chưa có thời gian mai đây nè. Chứ ở đó mà rảnh đâu mà rảnh. Mà lên làm YouTube, lên làm YouTube cho quý vị xem là chia sẻ những cái điều hay với những cuộc sống mà của người Việt ở Mỹ, họ cực khổ ra sao, họ có cuộc sống như thế nào, sung sướng như thế nào. Họ dùng từ sung sướng là sung sướng ra sao để mình có thể mường tượng được cái cảnh sung sướng của họ, chứ không phải nó sung sướng là thoải mái ăn bát vàng đâu. Làm mệnh phụ phu nhân còn chưa chắc được như vậy nữa, đúng không? Cũng phải mệnh phụ phu nhân cũng phải đi họp tối ngày chứ đâu phải ăn nó không đâu, đi họp hội nghị tối ngày. Rồi bây giờ mình đi ra sau đây. Rồi, bây giờ lau tới cái nhà sau. Bây giờ á, cái nhà thì nó bị dán hoài à. Mà mua thuốc diệt dán á thì vài hôm nó cũng trở lại. Một mình Việt mà, một người Việt một người nuôi thì bao giờ nó mới hết dán. Thôi giờ lau vậy đi, đỡ được phần nào hay phần đó thôi chứ không biết sao cái gì. Bây giờ lau cho nó sạch sạch một chút để mình ra đây mình chơi, mình cũng có chỗ mình ngồi, rồi còn không thì nó dán nó cũng không có gì để nó ăn, ra lại đi chỗ khác mà ở. Giờ nhấc lưng lắm các bạn.
nãy giờ về đứng không à, mỏi giò nước lên cho xong, làm cho xong cho nó mát mẻ. Tại Harry dạo này nó hay ra nó nằm dưới đất, đây nó nằm nè. Chị Lon thì mới về cái mới thấy dáng như mới xịt, xịt tùm lum hết trơn á. Cái tay nó bò bò dưới đất á, bò bò dưới đất nó để lên miệng nó ăn. Nên thôi khó xịt lên lau. Mình lau vậy đó, chứ một lát dám nó bò nó nhóc nữa. Tại vì theo kiểu nó không có gì ăn á, nó đi kiếm đồ ăn đó quý vị. Đó, xong. Rồi đó, sạch sẽ. Mệt quá. Rồi, uống miếng nước này. Đi vô tắm thôi quý vị ơi. Rồi xong, bây giờ mình tắm rửa xong, bây giờ vô phòng chuẩn bị đi ngủ ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe và ủng hộ kênh của mình, theo dõi cuộc sống của người Việt ở hải ngoại nha. Xin chào, bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.